xin mời quý vị các bạn tiếp tục xem video thứ ba, hình cây và một số tác phẩm trong khuôn viên vườn của anh Sử Bà Thá tại huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Với rất nhiều những cái phôi tiềm năng, phôi cực quý, thì anh Sử đang là một trong những người sở hữu cái vườn phôi chất lượng số 1 Việt Nam. Ở đây có quá nhiều nguyên liệu để cho quý vị anh em tuyển chọn và mang về chinh phục những tác phẩm đẳng cấp trong tương lai. Mỗi người thì đều có một cái cách để mà chúng ta tư duy, thương mại hay tạo tác. Với cái nối cách làm của anh Sử thì hướng đến là xây dựng những cái cây và nuôi thật nhiều cái nguyên liệu để cho quý vị có thể thuận lợi trong việc sáng tạo nghệ thuật. Cái nào anh? Với cái số lượng cây như thế này cũng bội thực rồi anh ạ. Để hôm nào anh lọc. Cây song tử bài mẫu đây là cây quý nhất thì lại chưa lọc được. À, quý nhất à? Ừ. Thôi anh em nào mà đến ngắm trực tiếp song tử bài mẫu. Đâu? Song tử bài mẫu. Đây là cây quý nhất thì lại chưa lọc được. Ừ. Đây à? Đây này, có thân to. À đây. 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 Đây cũng là quý nhất rồi. Đây là quý nhất. Lại chui lên tận cái vai nhỉ. Côn này to, côn này to rồi. Chui hết lên tận vai nhỉ. Đây, chui lên tận vai. Chui lên vai đây này. Đây này. Hôm nào cắt ra đẹp lắm. Hôm nào cắt bảo em nhé. Ừ. Để chia sẻ cho cộng đồng anh em chiêm ngưỡng. Quan trực này anh thích. À, anh thích cái trực đấy à? Quan trực này cũng bán đi mua lại mấy lần rồi. Có những thứ rất khó lý giải đúng không? Ừ. Anh còn chưa bật tên, mình chưa biết tên là gì. À. Cái này nó cao 1m7, 1m8 lại nhỉ. Anh đứng lên thành chậu là vừa hay bằng đầu anh. Thế á? Ừ. À. Thế thì xong nó phải 1m8, 1m9. Không, kể đây là kết thúc luôn. À. Kết thúc vừa tay ha. Kết thúc. Hơi bị sáng. Ghê nhỉ. Wow. Chỗ này nhìn phê thế. Thân nó chạy, nó nói là chơi đẹp thật, dáng đẹp, dáng trực mà nó yểu điệu, rất khỏe, rất gấu nhưng mà lại rất mềm, chùn từ dưới, chùn từ dưới chùn lên. Cây này ngày xưa là tràn chậu đấy chứ. Ừ. Ừ. Bệ này đây, tràn một cái chậu đây, tràn một cái chậu tròn này. À đúng rồi. Đây này, tràn chậu bao nhiêu năm. Đây là nó vẫn còn đường khoanh như thế, đường khoanh à. Tròn như thế. Khoanh như thế. Rồi. Chỗ này quý quá nhỉ. Nhìn tích thế. Dạng. À.
bể đấy. Đây thân này ra đây này, à đây này, đấy là khủng khiếp không. Đây nữa này, đây ra đây ghê gớm không. Đây này, ra này tận ngọn luôn. Cái mặt này nhìn nó cũng chạy, cái đường chạy nó cũng đẹp. Này có cái tử già mà to phết đấy anh nhỉ? Ừ. Rất to. Cái dáng thích thật. Vâng. Dáng đẹp quá. Gọi là cái tay đầu tiên hay gọi là cái tay chốt cũng to. Ừ. Rất đẹp. Phải dựng khoảng độ mấy năm nữa là xong nhỉ? 2-3 năm nữa. 3 năm nữa thì hòm hòm. Cây thấp thấp này cũng dài. Vâng. Rất dài. Ủa, cái cốt ở trong này nó dài lắm này. Anh nhỉ? Ừ, chùn hết rồi. Cốt trong là đây. Chùn, chùn, chùn. Chùn hết rồi. Cái này già. Già, già thật sự. Đây, già đến đây. Già đến đây. Nhiều cốt quý lắm. Rất nhiều cốt tiềm năng. Giả lắm. Rất khó cái để so ra trong được. Cả những chút cốt hai thân là món. À. Hai thân. Mới nhỉ. Nhìn nữa. Bể bãi nhìn rất là cứng rắn. Khỏe. Nhìn gì hết rồi. Mà nó già đây. Đây trên này. À, thật đấy. Đây, đây có cái cốt viên này cũng đẹp. Hả? Nhìn dáng nó bay thế nhỉ? Ừ. Thật sự là phiêu. Đẹp thật đấy. Chứng tỏ cái cây, những cái cây dáng huyền nó luôn luôn là cây rất nhiều cảm xúc. Ừ. Cái đoạn này nó màu. Vâng. Mang rất nhiều cảm xúc. Chạy về thế nhỉ? Ừ. Đi rồi góc này nhìn cái đường thân này. Vâng. Nói chung là thành tác phẩm mấy kia thành tác phẩm này cũng là chơi đấy. Vâng. Tương lai cũng sẽ là tác phẩm đẹp. Hết rồi kìa. Yeah. Tương lai cũng là tác phẩm rất đẹp. Chùn hết này. Vâng. Đây. Ngạch chùn nhũn hết này. Ok. Đường chạy của cái thân huyền nó quá là phê. Sáng đẹp quá. Bác nào mà lấy cái này về mà chinh phục. Thực sự là đẹp. Định hướng rất là chuẩn rồi đây anh nhỉ. Ừ. Đẹp lắm rồi. Nói chung là các góc này đều được. Vâng. Về mặt sắp xếp bông tán, bố cục, tai chi như thế là tương đối đầy đủ. Bây giờ thì còn phần diễn làm sao để cho nó mềm mại nữa. Còn cây thì rất già này nhá. Già lắm. Cái ôm chậu. À. Ôm chậu. Chùm hết nhỉ. Đợt này có vẻ như là cái lô này so với những cái cây cũ thay đổi nhiều sao anh nhỉ? Ừ. Đợt trước em quay bây giờ thấy nhiều cây mới lắm. Nhiều cây mới. Rất là thay đổi được 60%. Ừ. Chủ yếu là cây mới. Nếu mà cái số lượng của mấy trăm cây mà anh cứ thay đổi 60-70% là kinh khủng đấy. Lượng bán ra tốt nhỉ? Ừ, cũng được. Tốt. Không, làng cây thì ai cũng biết anh rồi. Cái đường thân hoành rất là. À. Đây, cái thân hoành nó chạy. Đây.
tại nó vắt. Rất dị. Đấy, cái điểm gai góc. Tay đảo nó xuống cái điệu này. Đảo xuống điệu thật đấy. Đấy. Cái bố cục chỗ này trông rất hay nhỉ. Ngày sau chơi hay lệch lệch ra một tí thì nó thoát được cái thân hoành kia ra. À, đúng rồi. View được hết. Đây trong này cũng là khôi nhà. Đây là cái nhà rất dài. À, cây này là cái lưng nó to nhỉ. Này. Cả một cái mảng lưng nó mỏng. Nằm trườn luôn đúng không? Dẹt rồi. Dẹt rồi. Giá đánh ra đi à? Vàng ấp đỏ ao. Nhiều cây, một cây một dáng một nét. Đường nét quý. Đây. Tiêu chí đầu tiên của anh là phải già đúng không? Nhiều tuổi. Đấy, những cái điểm như thế này. Điểm ăn tiền này. Cứ phải nhiều tuổi. Cái hoành này chạy hay không? Nhờ anh nhỉ? Tuổi thì thôi rồi. Khỏi bàn luôn. Cái này hoành chạy hay lắm. À. Hay nhỉ? Già khủng luôn. Cũng được dáng rất đẹp ấy. Và sáng mà nhiều thân, chạy hay tốt. Đường dễ đường thân nó trườn này. Từ bên này nó vắt sang bay sang đây đúng không? Tuổi thì thôi rồi, cũng già lắm rồi này. Nhiều quá nhỉ. Nhiều đằng kia còn bàn cây chất lượng. Vâng. Già nhỉ. Này, vệ này. Vệ nhãn. Nghe luôn. Thực ra là nếu mà quay kỹ cả cái vườn của anh thì cũng còn nhiều. Nhiều. Nhiều lắm. Đây có một cây to này. Vâng. Đấy, nguyên liệu có đầy đủ các thể loại. Mấy khi được chủ thiệp vào để chia sẻ với bạn bè. Đây. Giả không? Giả lắm đây. Ủa, nhỉ. Ui. Nhìn thích nhỉ. Đây. Những cái đầu, những cái gấu này. Trên thân này. Rất là được giả. Cái này dáng hay đấy. Vâng. Nó méo thân. Đường chuyển cổ. Vâng, méo thân trông hay. Và cái này tầm thước nhỉ. Đấy cũng thân khoảng 1m7. Đấy. Dáng nó bệ bệ. Thân méo chưa? Thân méo quang quật. Wow. Chỗ này đẹp quá. Đường nét này khó tưởng tượng luôn. Đây trên này giả lắm. Đấy giả hơn. Ê gớm thật đấy. Tiềm năng lắm. Thật sự tiềm năng. Tiềm năng không? Tiềm năng. Đấy, đây, còn bạn kia cũng đây, còn bạn đây nữa, còn đây nữa. Đúng rồi. Bạn này ớm tuổi này. Tuổi này khủng khiếp này. Hơi rậm một chút. Hơi rậm hơi khó nhìn một chút. Đấy. Bên này nhìn rõ hơn đúng không? Đây.
Này, đây, điểm quý thế em. Giả chai sẵn, chai sần, thần, thần, thần giả thôi rồi. Cái này thì đẹp không giả làm như được cái dáng rất phiêu nhé. À ha, cái này dáng thì quá là hay. Cái này nhìn hay nhỉ. Đấy, quăng này, chạy vọng đây này, đầy cái đúng này không? Cũng làm từ một cây cũng từ gọi là con số 0 đấy. À. Cái này quăng sang kia này, à sang kia. Thân trùng chạy cả này, cái phần này. Cả cái phần gốc này ngày xưa nó chỉ bé tí thôi. À đấy. Ừ. Đây chính xác là đủ từ một cái mảnh 8 tầng ra. Ừ, một mảnh thôi đấy. Ừ. Vừa được một cây như này. Không, cây này mà cắt hết ra nhìn nó hay lắm, dáng rất điệu. Đấy này, thoát hết cái thân để chạy quá là khó chịu luôn. Dạ chưa. Dáng này cũng đẹp này. Dáng đấy đẹp. Dáng này cũng đẹp mà. Đây. Già chứ anh. Mình không già bằng cái này. Vâng. Dáng nó hơi siêu siêu. Ôi. Cười trên đá. Ui dồi ôi. Đây. Ui. Ghê gớm nhỉ. Đấy, vườn toàn cây khiếp. Tuổi thôi rồi. Đây, đây này nè. Cây nhỏ. Ui. Nhìn. Không được mà còn quá được. Đấy, trên thân này. Hoa thạch quá là đẹp. Này, cây này to đấy chứ cốt này không bé đâu. Khó hơi khó nhìn. Cốt nào nó chọi chọi một tí. Cốt này cũng chọi chọi. Cũng dài hết rồi nhưng mà nó chưa được dài lắm. Mà rồi tạm tạm nữa. Tạm tạm. Đấy, nhà mình thích về làm tiếp. Cái này nhỏ nhưng mà già lắm này. À. Ừ. Cái chai nhỉ, chai. Cây đặc biệt ở trong cái vườn này anh cây nào nó cũng khô đét. Tiêu chí đầu tiên. Ờ anh không nuôi để cho nó béo được phải. Tiêu chí đầu tiên là phải tuổi. Ít khi anh nuôi mầm thở mấy ở trong này. Nha. Đây. Già con này thôi cơ mà. Quá là khủng. Toàn đâu già. Cây này thì Bệ dáng này khỏe luôn. Rất là khỏe khoắn. Rậm. Hơi rậm. Khó nhìn. Đấy, chuỗi chuỗi như này. Dễ nhìn hơn hẳn đúng không? Ừ. Cũng già lắm nhá, cốt chậu này. Này. À. Nói chung ở đây thì tha hồ quý vị chọn. Giá cả thì cũng hợp lý thôi. Anh em cứ đến là có cây mang về. Đấy. Đây còn một dàn cây chỗ này. Mấy cây chỗ này cũng chất lượng lắm đây này. Cũng rất là đấy. Vâng. Ừ. Bệ chỗ này cũng hay này. Ừ. Đấy, hoành này. Giả chun xuôi hết rồi đấy, nhảy ra hết rồi. Vâng. Này này. Đầu ok.
cây này cũng đẹp đấy chứ. Đẹp luôn, tiềm năng luôn. Bệ bên này đẹp này. Ê anh ơi, già này không mà. Cái tuổi này tiêu chí số 1 đối với nguyên liệu làm phôi. Tuổi mà không cao thì sau cây nó bớt quý. Đấy. Không gian rất là nhiều cây. Một lần nữa thì mời quý vị anh em vào vườn anh Sử tại Ba Thá nhỉ, Mỹ Đức, Hà Nội. Cứ có cây mang về. Sáng đẹp quá.